đây mọi người, mình đi lấy giới để trữ cho chim ăn trong mùa dịch này nè mọi người. Giới sâu lấy rất là nhiều. Hai, chào tất cả mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là cách mà mình để có thể là nuôi chăm sóc những chim mình ở trong mùa dịch này vượt qua nói chung là cả mấy trăm con của mình có thể là vượt qua mùa dịch làm như thế nào là mình sẽ bữa nay mình chia sẻ với mọi người ha. Rồi mọi người thấy là lòng chim xung quanh mình rất là nhiều ha, đây rất là nhiều thì làm thế nào mình có thể là để chống chọi, thì bữa nay mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Đây thì rồi xong, sau khi đi lấy giới về thì nó là đây mọi người, đây mình lấy giới và lấy sâu về. Nói chung hiện tại thì bây giờ mình được cái may mắn á là mình có quen một trại giới và anh ấy ảnh giao xung quanh ở mình được mọi người, thì chủ yếu là mình cũng góp thêm một ít để ảnh có thể là ảnh đi test đó mọi người, đi test covid. Thì đây bây giờ thì mình sẽ qua tới cái mình hồi nãy giờ mình sạn để mình đem đi, rồi ảnh kêu đó giờ mình sẽ cho vào trong cái hồ kiến này của mình, thì mình sẽ sắp giới như thế nào mình sẽ chia sẻ luôn. Thì hôm trước mình sẽ đổ vô rất là bừa bộn, bây giờ thì mình sẽ xếp ngăn nắp lại, tại vì bây giờ thì phải là để chim để cho giới mình ăn có năng có nắp, và như vậy tránh trường hợp là con giới nó sẽ chết. Bên này của mình sẽ để sâu rất là nhiều, mình sẽ đổ vô đây thôi, thì mình có cái gì có thể động được tụi nó thì mình sẽ động. Thì để như thế này á thì mình sẽ để dành rất là lâu. Đây thì cái hay dưới mình có giới thiệu mọi người, thì chị hôm bữa mình có chia sẻ mọi người là cách để làm sao mà có thể là giữ nuôi sâu được lâu á, và có nhiều anh em thì nuôi nó lại không sống được. Đây đây là cái hay sâu của mình, ở dưới đây cũng vậy, ở dưới đây hình như là nó mỏng hơn nè, mình sẽ cho ra đây rửa sớt ở đây bớt, chứ nó dày quá thì nó cũng nóng nó không tốt. Vậy là sâu thái với sâu miêu mình trộn chung vẫn được, không sao hết. Sâu miêu hay là gọi là sâu sữa mọi người. Dứt bớt ra, được chưa? Nuôi như thế này rất là khó bị chết. Mình không phải đợi cái miếng vỏ trứng á để vô cho sâu nó bám lên trên đó, ở dưới này mình cũng rải cám. Đó mọi người thấy mình làm như vậy ha, thì anh em cứ về và cứ làm theo cách của mình, thì cứ đợi khay hay là cái đồi đựng á mình sẽ đựng bó cho chặt, như vậy thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến con sâu con giới của mình hết.
Và nhớ là anh em nhớ cho ăn nha, chứ không cho ăn là không được nha. Vậy thôi, thì mình cũng chia sẻ lại tất cả mọi người như thế. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì chào tạm biệt tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký ha. Và đừng quên nhắn nhắn chia sẻ để cho nhiều nhiều bạn bè của mình biết thêm những thông tin để có thể là giúp ích trong cái mùa dịch này để chăm sóc những cái chim mình tốt hơn ha. Mình lấy giới cho mọi người xem ha, mình lấy như thế nào ha. Thì như hôm qua mình có nói là mình sẽ lấy trong góc đó, mình lấy cái phần nào thì lấy phần đó thôi. Do nó rất là nhiều cho nên là lấy xong mình bỏ lại. Đó rồi ha, con dế của mình nó rất là nhỏ, vừa đủ chim con ăn luôn. Lấy dế này rất là tiện. Mình có thể để trữ lâu được. Khi nó lớn á là khi nó lớn vừa là tới chừng sau là mình lại tiếp tục mình lấy chim dế non nữa là vừa. Đây, giờ mình sẽ cho chim ăn thôi chứ không có gì hết. Rồi.